Tối qua, tổ công tác C3911 của Công an thành phố Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tại khu vực quận Thanh Khê đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn hai nhóm thanh niên mang theo mã tấu, dao phóng lợn để chuẩn bị hỗn chiến. Cụ thể, trong khi tuần tra, tổ công tác phát hiện 6 đối tượng đi trên 3 xe máy chạy với tốc độ cao trên tuyến đường Hùng Vương, Ông Ích Khiêm có dùng khẩu trang y tế che biển số nên tiến hành theo sát. Đặc biệt trên xe đều có mã tấu và dao phóng lợn. Khi đến đường Hải Phòng, nhóm đối tượng này chuẩn bị lao vào hỗn chiến với một nhóm thanh niên khác thì bị lực lượng 911 trấn áp kịp thời, bắt giữ được Lê Thanh Anh Huy 21 tuổi, trú quận Cẩm Lệ và Nguyễn Phi Hoàng 19 tuổi, trú quận Thanh Khê đưa về trụ sở công an làm việc. Tại đây cả hai khai nhận có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác ở đường Mai An thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu nên rủ đồng bọn mang theo 3 cây mã tấu và dao phóng lợn đi giải quyết. Công an địa phương đã tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.